Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Từ khi con hồ ly yêu nghiệt kia quyến rũ Ngụy Quốc Dương, khiến ông trở thành một hôn quân khiến dân chúng lầm than. Yêu quái quanh hành tràn ngập Dương quốc, Ngụy quốc sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Cảnh tượng này khiến trời xanh nổi giận. Là thiên binh thần tướng của 33 tầng trời, sứ mệnh của chúng ta là thảo phạt nghịch tặc, giết chết yêu hồ và gây dựng lại Dương triều này. Dưới kia, chúng ta tập hợp yêu quái xung quanh hoàng cung, cùng những phản đồ loài người sẵn sàng chống lại mệnh trời. Chư tướng nghe lệnh, sát! Lần đầu gặp và kết mối lương duyên với Nguyệt Dương, ta chưa hề biết về thân phận của chàng, một vị vua loài người và một hồ ly yêu tộc. Liệu chúng ta có thể tới với nhau? Nhân loại và yêu quái chúng ta vốn là kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta đã chém giết nhau quá lâu, từ thuở hồng quang thiên địa. Nhưng Nguyệt Dương là một vị vua nhân từ, chàng sẵn sàng cùng ta thiết lập một triều đại hòa bình, nơi nhân loại và yêu tộc cùng nhau chung sống. Tình yêu của chúng ta là cây cầu kết nối hai giống loài không đội trời chung. Và triều đại Thái Bình không tưởng đó đã gây xúc phạm các vị thần kiêu ngạo nơi thiên đình. Họ không muốn chúng ta hòa hợp và những tiên nhân sẵn sàng khởi binh chinh phạt Dương triều nhỏ bé này. Chúng ta chiến đấu với các vị thần vì sự hòa bình lần đầu tiên thiết lập giữa hai giống loài, vì sứ mệnh của Ngụy Quốc và vì chính tình yêu của ta với Quốc Dương. Khi chúng ta thất bại, chư thần sẽ lưu tên chúng ta trong lịch sử như những kẻ phản đồ. Chàng là hôn quân du đạo, còn ta là hồ ly tinh đã gây sụp đổ cả một đất nước. Kẻ thắng làm vua, vua làm giặc. Có thể hàng vạn năm sau, khi ta tái sinh, ký ức về kiếp này của ta không còn trọn vẹn, nhưng ta biết ký ức sẽ trở lại khi ta gặp chàng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.